mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cách hâm cơm gạo lứt, khoét một lỗ tròn giữa nồi cơm cho đụng đáy, đổ nước vô, lượng nước đủ tráng đáy nồi để cơm không bị khét khi hâm. Để nắp nồi cơm nấu cho nước bốc hơi lên, mở nắp nồi khuấy đều, dùng muỗng ép cơm cho bằng mặt và cứng. Đậy nắp nồi để lửa riu riu khoảng 5 phút, tắt lửa. Ha ha ha, 问什么的说。